rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chắp cánh ước mơ của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang. Đây là một sân chơi dành cho các bạn học sinh đang theo học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Mỗi chương trình chúng tôi sẽ mời hai đội tham gia và mỗi đội gồm có 3 thành viên. Hai đội chơi sẽ lần lượt trải qua các phần thi giới thiệu, phần thi chung sức, phần thi chắp cánh ước mơ và phần thi kiến thức học đường. Và cuối chương trình, đội nào giành được nhiều điểm hơn đó là đội giành được chiến thắng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với hai đội trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào tất cả các bạn, em tên là Vũ Hữu Hoàn đến từ chi đội 9A của trường trung học cơ sở Bình Thuận. Hôm nay đến với chương trình với mục đích được giao lưu, học hỏi. Xin tất cả các bạn ủng hộ hai đội chơi chúng em ạ. Xin chào tất cả các bạn, em tên là Như Yến Nhi đến từ chi đội lớp 8B trường trung học cơ sở Bình Thuận, đến từ đội Nắng Sân Trường. Em xin chào tất cả các bạn, em tên là Phạm Đoan Trang, đến từ chi đội 8A trường trung học cơ sở Bình Thuận. Em đến từ đội Nắng Sân Trường. Mong các bạn hãy cổ vũ cho mình. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Đỗ Mạnh Hoàng, đến từ chi đội 9A trường trung học cơ sở Bình Thuận. Đội mình là đội băng lăng tím. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Vũ Vân Anh, mình đến từ chi đội 8A trường trung học cơ sở Bình Thuận. Mình là đội băng lăng tím. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Phạm Bảo Ngọc, đến từ chi đội 8A trường trung học cơ sở Bình Thuận. Mình ở đội băng lăng tím. Vừa rồi thì chúng ta lắng nghe những lời giới thiệu của hai đội Nắng Sân Trường và đội Bằng Lăng Tím. Và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức hai tiết mục văn nghệ của hai đội. Thank you.
cho đời thêm sức sống. Thầy chỉ dắt chúng em với tâm lòng thiết tha. Khi bình minh hé sáng phố phường còn ngủ yên, khi giọt sương lóng lánh vẫn còn đọng trên lá, thầy bước đến trường em mang một tình yêu ước mơ cho từng ánh mắt trẻ thơ. Vừa rồi chúng ta được thưởng thức hai tiết mục văn nghệ của hai đội Nắng Sân Trường và đội Bằng Lăng Tím, và chương trình dành tặng cho hai đội mỗi đội 5 điểm. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ hai trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là phần thi trung sức. Ở phần thi trung sức này thì các em sẽ chơi một trò chơi, đó chính là trò nhảy lò cò và ném bóng. Các bạn sẽ đến vạch xuất phát, sau đó nhảy lò cò về vị trí có giỏ bóng và nhặt một quả bóng để ném vào chiếc giỏ của mình. Các bạn ở đội Bằng Lăng Tím thì sẽ có chiếc giỏ màu xanh, còn các bạn ở đội Nắng Sân Trường thì có chiếc giỏ là màu đỏ. Và trong thời gian 5 phút mà chương trình đưa ra, đội nào có số bóng ném vào giỏ nhiều hơn thì các bạn sẽ giành được điểm cao hơn. Đội nào ném được nhiều hơn thì sẽ giành được 10 điểm, còn đội nào ít bóng hơn sẽ giành được 5 điểm. Cả hai đội các em đã hiểu rõ thể lệ của phần chơi này chưa? Và bây giờ thì xin mời cả hai đội các em sẽ vào vị trí để tham gia trò chơi này. Chỉ có một lưu ý nhỏ, đó là khi các bạn xuất phát nhảy từ đích cho đến chỗ giỏ có đựng bóng thì các em phải nhảy lò cò bằng một chân. Còn nếu như các em hạ chân xuống hoặc chạy bộ thì sẽ không được tính điểm. Các em hiểu rõ chưa? Và bây giờ thì thời gian dành cho cả hai đội bắt đầu. Các bạn khán giả phía dưới chúng ta sẽ cổ vũ cho cả hai đội nào. Chính xác để bóng có thể vào giỏ. Cả hai đội ở phần thi trung sức đã hết, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với kết quả mà các đội đã giành được sau phần thi này. Chiếc giỏ màu đỏ là của các bạn đến từ đội Nắng Sân Trường. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Xin chúc mừng đội Nắng Sân Trường.
Còn đây là chiếc giỏ màu xanh của các bạn đến từ đội bằng lăng tím, và chúng ta sẽ cùng đếm xem là các bạn ở đội bằng lăng tím đã ném được bao nhiêu trái bóng vào rổ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Xin chúc mừng đội bằng lăng tím. Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là sau phần thi chung sức thì các bạn ở đội nắng sân trường đã ném được 32 quả bóng vào giỏ và các bạn đã giành được số điểm là 10 điểm. Còn các bạn ở đội băng lăng tím đã ném được 27 quả bóng vào giỏ và các bạn giành được số điểm là 5 điểm. Xin chúc mừng cả hai đội. Chúng ta sẽ cùng đến với phần thi thứ 3 trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là phần thi chắp cánh ước mơ. Ở phần thi này thì chương trình sẽ dành cho hai đội mỗi đội 5 phút để các em có thể chuẩn bị một bài thuyết trình nói về ước mơ của đội mình hoặc của một thành viên nào đó trong đội. Và sau thời gian suy nghĩ thì sẽ có các em sẽ cử một thành viên lên phía trước để thuyết trình về ước mơ của đội của mình. Và khách mời của chương trình là các thầy giáo, cô giáo đang giảng dạy tại nhà trường sẽ lên và chấm điểm cho cả hai đội với thang điểm tối đa là 10 điểm. Các em đã hiểu rõ thể lệ của phần trên này chưa? Và ngay sau đây sẽ là 5 phút dành cho cả hai đội để các em có thể chuẩn bị trong phần thuyết trình ước mơ của mình. Sau đây thì xin mời cả hai đội, các em sẽ chuẩn bị lên để thuyết trình cho phần thi chắp cánh ước mơ của mình. Và xin mời đội nắng sân trường, các em sẽ thể hiện phần thuyết trình trước. Em xin thay mặt cho đội nắng sân trường, em xin thuyết trình bài của mình. Ai cũng có ước mơ cho riêng mình. Biết ước mơ là một điều thật hạnh phúc, nhưng theo đuổi ước mơ để nó trở thành hiện thực thì đó là một điều đáng trân trọng hơn. Em cũng có ước mơ cho riêng mình, ước mơ trở thành ca sĩ. Có lẽ là niềm đam mê ấy trong em chẳng bao giờ tắt. Từ khi còn nhỏ, em đã được xem trên vô tuyến rất nhiều chương trình văn nghệ. Em cảm thấy thật thích thú khi nghĩ đến cái việc được đứng trên sân khấu. Đó là một nơi rộng rãi, tuyệt đẹp. Khi được trang trí hoa văn, màu sắc, rực rỡ những ánh đèn pha màu làm nổi bật lên người biểu diễn. Họ được khoác trên mình những bộ cánh lộng lẫy, đẹp đẽ, tiếng ca của họ ngân lên. Lúc trầm, lúc bổng, làm cho mọi người lặng yên, lắng nghe và ngước nhìn. Và dành tặng họ những tràng pháo tay tán thưởng. Chính khoảnh khắc ấy khiến em lần đầu tiên mơ ước về nghề ca sĩ. Sau này khi lớn lên, em hiểu rõ hơn về nghề này như bao nghề khác. Không hào nhoáng như em đã từng nghĩ, người ca sĩ phải làm việc vất vả, cực nhọc, luyện tập ngày đêm và phải được mọi người ủng hộ mới có chỗ đứng trong lòng khán giả. Từng phút, từng giây trên sân khấu, họ đem tiếng hát của mình lại niềm vui cho mọi người. Dù khó khăn, vất vả, nhưng càng thấy biết thêm về nghề này, em càng yêu nó hơn. Mỗi khi nghĩ đến nó, em cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Ước mơ của em tuy khó thực hiện nhưng môi trường học tập này luôn tạo điều kiện cho em. Mỗi tuần, em đều đi sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc và được các thầy cô chỉ bảo nhẹ nhàng, tận tình từng nốt nhạc, khúc hát. Đó như là một cái đà giúp em thực hiện ước mơ này. Bên cạnh đó, em còn có gia đình, thầy cô, động viên. Tập hát là một môn văn thể mỹ, em sẽ quyết tâm thực hiện để ước mơ trở thành hiện thực. Em tin mình sẽ thành công. Thành công không phải là một ngôi sao sáng rực trên bầu trời, mà là khi bạn đặt niềm tin, nỗ lực hết vào mình và việc mà mình đã chọn. Khi được tham gia chương trình chắp cánh ước mơ chính là một nguồn động viên lớn lao để em thực hiện ước mơ của mình và thực sự là dân chơi bổ ích cho tất cả các bạn lứa tuổi học trò chúng em. Vừa rồi các bạn ở đội nắng sân trường đã vừa thuyết trình về ước mơ của đội mình. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn ở đội bằng lăng tím.
với mỗi người học sinh, ai cũng có những ước mơ và hoài bão của riêng mình. Và em cũng vậy, em ước mơ trở thành một người công an anh dũng, đem hết sức lực của mình cống hiến cho đất nước và bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống. Cho đến bây giờ, khi đã là một học sinh lớp 8, em vẫn giữ ước mơ ấy và cố gắng củng cố thêm tri thức và đạo đức để trở thành ngành nghề mà em mong muốn. Vào mỗi buổi tối thứ hai, em thường bật kênh truyền hình để xem chương trình Công an Nhân dân của thành phố với những vụ phá án và các chiến sĩ quả cảm. Họ là những tấm gương để cho em noi theo. Em rất thích bộ quân phục màu xanh của các chú công an vì hình ảnh các chú mặc lên trông rất nghiêm trang và mẫu mực. Lý do mà em chọn ngành công an vì muốn bắt những tên trộm, tên cướp xấu xa để bảo vệ sự bình yên cho nhân dân và tổ quốc. Và cho đến bây giờ, khi đang ngồi trên ghế của nhà trường và được thầy cô dạy dỗ, em sẽ cố gắng học hành thật tốt, rèn luyện đạo đức để trở thành người công an mẫu mực. Em hy vọng rằng chương trình sẽ phát triển hơn nữa để chấp cánh ước mơ trở thành sân chơi bổ ích cho tất cả các bạn học sinh. Vừa rồi thì cả hai đội Nắng Sân Trường và Bằng Lăng Tím đã vừa hoàn thành xong phần thi chắp cánh ước mơ của mình. Và ngay sau đây xin trân trọng kính mời khách mời của chương trình, cô giáo Nguyễn Thị Hằng sẽ lên nhận xét và chấm điểm cho cả hai đội. Xin chào MC, xin chào các quý vị khán giả, cô chào các em học sinh. Tôi xin giới thiệu, tôi là Nguyễn Thị Hằng, năm nay tôi 42 tuổi, là hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Bình Thuận, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Hôm nay đến với chương trình chắp cánh ước mơ, cô chúc cho các đội thi với tinh thần tự tin và thực hiện đúng các cái luật chơi mà chương trình đưa ra. Cũng qua đây xin trân trọng cảm ơn Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang đã tạo điều kiện cho các em học sinh của trường Trung học Cơ sở Bình Thuận, thành phố Tuyên Quang được tham gia chương trình này. Sau đây cô xin nhận xét phần chơi của hai đội như sau. Đối với đội Nắng Sân Trường, bạn Yến Nhi trình bày ước mơ của mình với giọng nói rất truyền cảm, dễ hiểu và thực hiện đúng luật chơi. Ước mơ của em thật là đẹp, em ước mơ sẽ trở thành một ca sĩ. Cô hy vọng rằng sau này cô và các bạn sẽ được xem em biểu diễn với hình ảnh của một ca sĩ. Xin chúc mừng em. Đối với đội Bằng Lăng Tím, bạn Bằng Lăng Tím thì các bạn, bạn Ánh đã thực hiện đúng luật chơi và giọng nói truyền cảm, tác phong của bạn Ánh rất là tự tin. Ước mơ của bạn Ánh trở thành một chiến sĩ công an nhân dân. Cô chúc cho các em sẽ toại nguyện được ước mơ của mình. Và cô xin cho điểm hai phần chơi như sau. Đối với đội Bằng Lăng Tím, cô ghi bạn 10 điểm. Đối với đội Nắng Sân Trường, cô ghi 9 điểm rưỡi. Vâng ạ, xin được cảm ơn phần nhận xét và đánh giá của cô giáo Nguyễn Thị Hằng. Xin cảm ơn cô. Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là ở phần thi chắp cánh ước mơ thì cô giáo Nguyễn Thị Hằng đã chấm điểm cho cả hai đội. Các bạn ở đội Bằng Lăng Tím giành được 10 điểm và các bạn ở đội Nắng Sân Trường giành được 9,5 điểm. Xin chúc mừng cả hai đội. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thi thứ tư, cũng chính là phần thi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Đó chính là phần thi kiến thức học đường. Ở phần thi này thì các em sẽ lựa chọn một bộ môn học mà mình am hiểu. Và chương trình sẽ đưa ra 5 câu hỏi ở bộ môn mà các bạn lựa chọn. Với mỗi một câu trả lời đúng thì các bạn sẽ giành được số điểm là 5 điểm. Các bạn đã hiểu rõ thể lệ của phần thi này chưa? Và ngay sau đây thì xin mời các bạn ở đội Nắng Sân Trường sẽ lựa chọn bộ môn mà mình yêu thích. Đội em xin được chọn câu liên quan tới phần kiến thức của môn lịch sử ạ. Các bạn ở đội Nắng Sân Trường đã lựa chọn bộ môn lịch sử và sau đây sẽ là 5 câu hỏi dành cho các bạn. Câu hỏi thứ nhất. Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là đồng chí A. Trường Chinh, B. Trần Phú, C. Lê Duẩn và D. Lê Hồng Phong. Em cô là đáp án của nhóm bọn em là B. Đồng chí Trần Phú ạ. Đáp án các bạn lựa chọn là đáp án B và đáp án mà chương trình đưa ra cũng là phương án B và xin chúc mừng các bạn. Chúng ta đến với câu hỏi thứ hai. Cây đa Tân Trào thuộc huyện nào của tỉnh Tuyên Quang? A. Na Hang, B. Chiêm Hóa, C. Hàm Yên và D. Sơn Dương. Em thưa chị, cho đội em xin được chọn đáp án D ạ. Sơn Dương ạ. Cây đa Tân Trào nằm ở huyện Sơn Dương của tỉnh Tuyên Quang và các bạn đã lựa chọn đáp án D là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng các em. Câu hỏi thứ 3. Chiến thắng Điện Biên Phủ kết thúc vào ngày tháng năm nào? A. Ngày 3 tháng 5 năm 1954, B. Ngày 6 tháng 5 năm 1954, C. Ngày 7 tháng 5 năm 1954 và D. Ngày 8 tháng 5 năm 1954.
Thưa chị, là đội em chọn đáp án C, làm ngày 7 tháng 5 năm 1954. Và đó là một đáp án chính xác. Xin chúc mừng các em. Câu hỏi thứ tư. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập vào năm nào? A. 1944, B. 1945, C. 1946 và D. 1947. Chị là nhóm đáp án của nhóm bọn em là A, năm 1944 ạ. Đáp án mà chương trình đưa ra là đáp án A và các bạn đã trả lời hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng các em. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 5. Căn cứ địa Việt Bắc gồm các tỉnh A. Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang. B. Tuyên Quang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn. C. Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Giang, Yên Bái, Bắc Cạn, Cao Bằng. Và D. Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang. Em thưa chị là cho đội em được chọn đáp án D ạ. Đáp án mà các bạn lựa chọn đó là phương án D, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang. Và đó là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng các em. Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là với 5 câu hỏi ở phần thi kiến thức học đường thì các bạn ở đội Nắng Sân Trường đã trả lời được hoàn toàn chính xác và các bạn giành được số điểm là 25 điểm. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các bạn ở đội Nắng Sân Trường. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thi của các bạn đến từ đội Bằng Lăng Tím. Đội Bằng Lăng Tím, các em lựa chọn kiến thức ở bộ môn nào? Thưa chị, đội em xin được chọn câu hỏi liên quan đến phần kiến thức môn lịch sử ạ. Các bạn ở đội Bằng Lăng Tím cũng lựa chọn phần kiến thức ở bộ môn lịch sử. Và ngay sau đây sẽ là 5 câu hỏi dành cho các bạn. Câu hỏi thứ nhất. Năm 1930, Hội nghị Hợp nhất các tổ chức Cộng sản đã họp tại A. Macau, Trung Quốc, B. Chiêm Hóa, Tuyên Quang, C. Hương Cảng, Trung Quốc và D. Sơn Dương, Tuyên Quang. Chị là năm 1930, Hội nghị Hợp nhất các tổ chức Cộng sản đã họp tại Hương Cảng, Trung Quốc. Và đó là đáp án C, một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng các em. Câu hỏi thứ hai, anh hùng nào đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ? A. Phan Đình Giót, B. Trần Cừ, C. Bế Văn Đàn và D. La Văn Cầu. Em thưa chị, đội em chọn đáp án A. Đáp án A đó là anh hùng Phan Đình Giót. Xin chúc mừng các em. Câu hỏi thứ ba, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 gồm mấy giai đoạn? A. 1, B. 2, C. 3 và D. 4. Em thưa chị, đội em xin chọn đáp án C. Đáp án mà các bạn lựa chọn đó là đáp án C, một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng các em. Câu hỏi 4, Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 2 diễn ra ở đâu? A. Thượng Lâm, Tuyên Quang, B. Hàm Yên, Tuyên Quang, C. Sơn Dương, Tuyên Quang và D. Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Chị à, bọn em lựa chọn phương án D ạ. Đáp án mà các bạn lựa chọn đó là phương án D, Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Đó là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng các em. Câu hỏi 5, đường lối kháng chiến chống Pháp của ta là gì? A. Toàn dân, toàn diện, B. Lâu dài, C. Dựa vào sức mình là chính và D. Cả ba ý trên. Em thưa chị, đội em chọn đáp án D ạ. Các bạn lựa chọn đáp án đó là phương án D, cả ba ý trên. Đó là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng các em. Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là ở phần thi kiến thức học đường thì các bạn ở đội Bằng Lăng Tím đã lựa chọn kiến thức ở bộ môn lịch sử. Và với 5 câu hỏi mà chương trình đưa ra thì các bạn cũng đã trả lời được hoàn toàn chính xác. Một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng các bạn ở đội Bằng Lăng Tím. Quý vị, thưa các bạn, như vậy là cả hai đội Nắng Sân Trường và đội Bằng Lăng Tím đã trải qua 4 phần thi trong chương trình ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì tôi sẽ công bố số điểm mà các bạn đã giành được qua các phần thi. Đội Nắng Sân Trường phần 1 giới thiệu 5 điểm, phần 2 trung sức 10 điểm, phần 3 chắp cánh ước mơ 9,5 điểm, phần thứ 4 kiến thức học đường 25 điểm và tổng số điểm là 49,5 điểm. Đội Bằng Lăng Tím, phần thứ nhất giới thiệu 5 điểm, phần thứ hai trung sức 5 điểm, phần thứ ba chắp cánh ước mơ 10 điểm và phần thứ tư kiến thức học đường 25 điểm và tổng số điểm là 45 điểm.
Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy là với số điểm 49,5 điểm thì các bạn ở đội Nắng Sân Trường đã là đội giành được chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay. Và với số điểm là 45 điểm thì các bạn ở đội Bằng Lăng Tím đã giành được giải nhì trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cả hai đội. Và ngay sau đây thì xin mời cả hai đội các em sẽ bước lên phía trước để nhận quà của chương trình. Quý vị, thưa các bạn, chương trình Chắp Cánh Ước Mơ của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.